các bạn nhìn này, ổ áp xe đang mình vừa trích đấy, rất là nhiều luôn đấy. Đứng ở đây thì các bạn nhìn máu chảy rất là nhiều. Chảy như suối luôn đấy. Chị áp xe của bạn cún trong này rất là nhiều dịch máu này, sẽ làm cho cún cũng sưng, nổ đau, khó chịu.